Trọng gửi lời chào đến với tất cả quý vị đang đến với chương trình dự báo thời tiết trong ngày thứ ba hôm nay cùng với đài truyền IPC TV. Chúng ta bước sang ngày 17 tháng 10 năm 2023, nhằm ngày 3 tháng 9 năm Quý Mão. Thời tiết tại khu vực Lido Sài Gòn mở đầu trong ngày thứ ba, nhiệt không thay đổi nhiều với trời có mây vào rạng sáng ngày hôm nay, nắng rực rỡ vào giữa trưa và tối ngày hôm nay đôi lúc trời có mây. Khu vực Lido Sài Gòn với nhiệt độ cao nhất cho ngày hôm nay 78 độ vào ban ngày, 60 độ vào ban đêm. Ánh bình minh sẽ ló dạng vào lúc 6 giờ 58 phút và lặn vào lúc 6 giờ 16 phút chiều tối. Độ ẩm từ 74% vào ban ngày tăng lên đến 92% cho buổi tối ngày hôm nay. Sức gió đi qua khu vực này di chuyển với cường độ 7 dặm 1 giờ từ hướng nam vào ban ngày, thay đổi từ hướng nam đông nam cho buổi tối ngày hôm nay với cường độ vào khoảng 4 dặm 1 giờ và chỉ số tia tử ngoại đạt ở mức vào khoảng 6 trên 11. Bước sang ngày mai, ngày thứ tư, trời có nắng và mây đang xen vào sáng ngày mai tại vùng Lido Sài Gòn. Tối ngày mai trời hầu như trong lành. Nhiệt độ tăng nhẹ cho ngày mai với nhiệt độ cao nhất 82 độ cho ban ngày, 62 độ cho ban đêm. Sức gió đi qua khu vực này trong ngày mai với cường độ từ 4 tới 8 dặm 1 giờ từ hướng Tây Nam vào ban ngày, Tây Tây Bắc vào ban đêm. Và ánh mặt trời ngày mai sẽ bắt đầu lúc 6 giờ 59 phút. Tiếp nối xin mời quý vị đến với thời tiết ở các khu vực khác trải dài trên khắp lãnh thổ Hoa Kỳ cùng với đài truyền IPC TV trong ngày thứ ba. Chúng tôi kính chúc cho quý vị thật nhiều sức khỏe và thật nhiều an lạc.